Đây là chuyên mục sách nói, chuyên về các cuốn sách tài chính cá nhân. Nếu có điều kiện mua sách, bạn hãy mua để ủng hộ tác giả. Thịnh vượng tài chính tuổi 30 tập 1. Nhóm tác giả Gu Duk Song, Chom Song Jin và Choi Byung Hee. Tài sản hiện tại tôi có là bao nhiêu? Sau khi leo núi xong, cả bốn người cùng uống rượu gạo, ăn đậu phụ rồi tạt vào một nhà tắm hơi gần đó và ngủ một lát. Trên đường về nhà, Kim Min Suk bất ngờ nhìn thấy những căn hộ cao cấp lần lượt hiện ra như hình ảnh trong một bộ phim nước ngoài. Kim Min Suk ước sau này mình được ở trong một căn nhà như thế. Ngay khi lái xe về nhà, Min Suk bắt tay ngay vào việc tìm hiểu tình hình tài sản và các khoản nợ hiện tại của mình. Tài sản hiện tại mà anh có là ngôi nhà rộng 100m² mà anh mua được 2 năm trước, một chiếc xe hơi mà anh tậu 3 năm về trước, một sổ tiết kiệm với số dư nợ là 7,5 triệu won, hàng tháng anh gửi thêm 500.000 won, và 2 triệu won mà anh gửi vào sổ tiết kiệm thông thường làm quỹ dự phòng. Đó là toàn bộ những gì anh có. Còn về phần nợ, anh vẫn còn nợ ngân hàng 200 triệu won do vay tiền khi mua căn nhà đang ở. Anh tiếp tục vào trang web bất động sản để tìm hiểu xem căn nhà hiện tại của mình theo giá thị trường sẽ là bao nhiêu. Sau khi tìm hiểu mức giá hiện tại thì giá thấp nhất là 360 triệu won, còn giá cao nhất là 430 triệu won, mức chênh lệch quá lớn. Anh gọi điện trực tiếp đến trung tâm bất động sản trong khu vực để hỏi xem giá thị trường bây giờ là bao nhiêu. Hiện nay một căn hộ chung cư rộng 100m² giá bao nhiêu vậy? Anh ở khu nào? Nhà ở tầng mấy? Phòng 107 tầng 5. Dạo này không có khách nên bán cũng khó, nhưng tôi nghĩ là khoảng 380 triệu won là bán được. Tôi sẽ thử tìm người mua. Anh nói là 380 triệu. 2 năm trước, giá căn nhà đó là 400 triệu, tính cả tiền thuế trước bạ, tiền đăng ký, tiền hoa hồng cho môi giới, tiền sửa chữa, gộp lại cũng lên đến 200 triệu won. Vậy mà bây giờ anh nói chỉ được có 380 triệu won ư? Kim Min Suk không thể tin được vào cái giá mà anh vừa nghe. Anh nghĩ rằng nếu mua nhà thì ít nhất cũng sẽ không bị hạ giá đến mức thê thảm như vậy. Thế nhưng mới ở được 2 năm mà giá nhà đã giảm hơn 5%. Dù chính sách do chính phủ ban hành có mạnh đến đâu thì căn hộ anh đang ở cũng không phải ở khu Cang Nam, cũng không phải là căn hộ lớn nên anh không tài nào hiểu nổi sao giá nhà lại giảm mạnh đến thế. Nếu như theo lời giải thích của chuyên gia môi giới bất động sản, với chính sách bất động sản của chính phủ thì bắt đầu từ năm 2007, một hộ gia đình sở hữu 2 căn nhà khi bán một căn đi sẽ phải trả mức thuế thu nhập chuyển nhượng rất cao, lên đến 50%. Do đó, nếu không phải là bất động sản có điều kiện tốt thì sẽ không có mấy ai mua. Mặt khác, những ai có 2 căn nhà trở lên lại có xu hướng ưu tiên bán bớt một căn tại vị trí không thuận lợi lắm. Nếu vậy, căn nhà của mình ở vị trí không thuận lợi à? Nếu bán căn nhà đang ở với giá 380 triệu thì sau khi trả khoản vay ngân hàng, anh chỉ còn lại 180 triệu trong tay. Nghĩ vậy, anh cảm giác giá cả thật bèo bọt. 2 năm trước, lúc mua căn nhà này, dù không phải là khu Cang Nam nhưng cứ nghĩ đến việc một người trẻ mà mua được căn hộ chung cư 100m² ở Seoul là sẽ phân lên nhanh lắm. Tiền đặt cọc hàng năm của căn hộ chung cư 100m² thuộc khu Cang Nam của một người bạn đại học đã tổ chức ăn mừng tân gia 2 tuần trước là 200 triệu won. Nếu tính theo giá bây giờ thì căn nhà của anh còn không bằng tiền đặt cọc ở căn hộ chung cư Cang Nam. Kim Min Suk muốn biết xem giá của chiếc xe hạng trung mà anh đang lái là bao nhiêu. Tâm trạng anh càng tồi tệ hơn khi anh ghé vào trang web mua bán xe cũ. Một chiếc xe lúc đầu mua 27 triệu won, dùng chưa đầy 3 năm mà chỉ còn có 16 triệu won ư? Tự bản thân anh muốn biết xem liệu chiếc xe của mình có được khoảng 16 triệu won hay không. Anh quyết định gọi điện cho một người môi giới xe cũ trên Internet để hỏi giá. Đáp án là 17 triệu won. Mặc dù giá này đã đắt hơn 1 triệu so với giá trên web, nhưng hình như giá của chiếc xe đã giảm mất 10 triệu won so với ban đầu. Rốt cuộc trong vòng 2 năm 9 tháng thì mỗi tháng anh phải nộp vào quỹ không một số tiền là 300.000 won.
Nếu theo giải thích của một người mua bán xe cũ, giá xe sau khi được 2-3 năm sẽ bắt đầu rớt mạnh. Đối với loại xe đã qua 5 năm thì giảm chỉ còn chưa đầy 50% giá trị ban đầu. Là một người đam mê xe hơi, nhưng ngay cả khi mua xe, anh cũng không thể nghĩ được rằng giá xe sẽ lại giảm mạnh như vậy. Khi anh đổi xe mới để kỷ niệm sự kiện được thăng chức làm trưởng phòng, bố anh đã từng nhắc anh mua xe không phải là đầu tư mà chỉ là một phương thức tiêu tiền nên chỉ cần mua loại xe cỡ nhỏ là được. Anh chợt nhớ ra câu nói ấy, anh bắt đầu kiểm kê tài sản và các khoản nợ của mình. Kết quả tổng hợp cho thấy tài sản thuần của anh hiện có là 204.700.000 won. Nếu không trừ đi số tiền bố mẹ anh hỗ trợ cho đám cưới 7 năm về trước là 50 triệu won tiền đặt cọc nhà và 50 triệu nữa khi anh mua căn nhà chung cư, rồi tiền anh tích cóp khi đi làm được mấy năm là 20 triệu won, 1 triệu won tiền vợ anh tiết kiệm được, thì tài sản thuần mà anh tích cóp được kể từ khi kết hôn đến giờ chỉ tăng thêm có 74,7 triệu won. 74,7 triệu won thì tính trong thời gian 7 năm sau khi kết hôn, mỗi tháng anh chỉ để dành ra được 880.000 won. Đối mặt với kết quả đó, tâm trí anh bắt đầu bấn loạn. Dù số tiền tiết kiệm hàng tháng là 880.000 won không phải là nhỏ, nhưng nếu xét trên tổng số tiền mà vợ chồng anh thu nhập được hàng tháng từ lương là 5,8 triệu won, thì việc chỉ tiết kiệm được có 880.000 won khiến anh cảm thấy thực sự thất vọng về mình. Đương nhiên, thời kỳ đầu sau khi kết hôn, lương của hai vợ chồng anh còn ít, nhưng anh nhớ ít ra cả hai vợ chồng gộp lại cũng phải trên 4 triệu won. Giờ mới thấy rằng số tiền vợ chồng anh dành dụm hầu như chẳng được mấy. Hãy cố gắng cắt giảm chi tiêu. Cẩn thận tìm hiểu nguyên nhân, anh mới phát hiện ra rằng kể từ khi mình mua căn hộ chung cư thì khoản tiền tiết kiệm của vợ chồng anh bị giảm đáng kể. Mặc dù tiền lương cách đây 2 năm của anh ít hơn so với hiện tại, nhưng mỗi tháng anh cũng để dành được trên 2 triệu won. Nhưng sau khi mua nhà, rồi đổi xe hơi vì ăn mừng được thăng chức làm trưởng phòng, với khoản tiền vay ngân hàng là 1 triệu 380.000 won và trả tiền góp xe hàng tháng là 600.000 won, khiến anh nhận ra rằng khả năng tiết kiệm của mình đã bị cạn kiệt. Anh bắt đầu hối hận không biết có phải mình đã chi tiêu quá nhiều trong thời gian qua hay không. Đọc đi đọc lại các bài báo nói về việc quản lý đầu tư thì họ đều nói rằng nhất định phải tiết kiệm 50% số tiền bạn kiếm được. Nhưng với khoản tiền tiết kiệm của anh hiện tại là 600.000 won thì chỉ đạt có 10%, nói gì tới 50%. Sau 3 tháng nữa, khi anh trả đủ số tiền trả góp mua xe hơi thì số tiền tiết kiệm sẽ tăng lên chút ít. Nhưng khi sinh đứa con thứ hai thì chi phí lại tăng thêm, việc tiết kiệm 1 triệu hàng tháng dường như cũng khó khăn. Nếu theo tính toán lần trước thì 60 tuổi anh về hưu, sống cùng vợ 30 năm, mỗi tháng hai vợ chồng anh chi tiêu 2 triệu won. Với mức sống đó thì tính cả tiền trợ cấp hưu trí quốc gia đến năm 60 tuổi, ít ra anh cũng phải tiết kiệm được 540 triệu won. Anh nghĩ rằng dù thế nào thì mình cũng phải cắt giảm chi tiêu. Anh đi ra phòng khách để bàn bạc với vợ. Em à, hình như trong thời gian qua, vợ chồng mình không hề quan tâm gì đến việc chuẩn bị cho tuổi già sau này cả. Dù bây giờ mình còn trẻ, nhưng sau này quãng thời gian về già còn dài hơn so với quãng thời gian mình làm việc ở công ty. Lẽ ra mình phải chuẩn bị từ lâu rồi mới phải. Tính đến giờ thì vợ chồng mình có vẻ cũng mua sắm nhiều thứ, nhưng mình đã có nhà, còn tiết kiệm hàng tháng nữa, mình đâu có tiêu pha quá tay, có phải anh nhạy cảm quá không? Anh cũng đã nghĩ như thế, nhưng tính đi tính lại thì anh thấy hối hận vì mình đã không làm được vậy ngay từ ban đầu. Nếu vậy, sau này vợ chồng mình phải làm sao? Anh có cách nào hay không? Có, sau này hàng tháng mình sẽ phải lập sổ chi tiêu được không em? Từ trước đến nay, tiền bạc trong nhà đều do một mình Kim Min Suk trực tiếp quản lý. Vợ anh không thích những con số rắc rối, nhưng Kim Min Suk thì khác. Công việc của anh ở công ty cũng là quản lý tài chính, nên làm việc với các con số anh thấy rất đơn giản. Nhưng anh lại chỉ quan tâm đến những khoản tiền lớn như tiền vay ngân hàng, tiền thuế môn bài mua nhà, chứ anh không lập sổ chi tiêu hàng tháng riêng.
Tất nhiên, thời gian đầu sau khi kết hôn, vợ chồng anh đã ghi chép sổ chi tiêu hàng tháng. Nhưng chỉ sau vài tháng, các hạng mục cứ như tự nhiên sinh ra vậy. Nào tiền ăn, tiền quần áo, tiền bảo dưỡng xe, tiền tiêu vặt của anh và vợ, tiền biếu bố mẹ. Vậy là anh thấy không cần thiết phải lập sổ chi tiêu. Vì vậy, bất cứ lúc nào vợ anh nói cần tiền là anh lại đi rút tiền đưa cho vợ. Bản thân anh khi nào cần cũng cứ thế rút rồi tiêu. Sau khi chi tiêu hàng tháng, số tiền còn lại sẽ tiết kiệm. Có tháng anh cũng tiết kiệm được hơn 1 triệu won. Nhưng có lúc anh lại rút cả tiền để dành từ tháng trước trong sổ tiết kiệm ra để tiêu. Tính toán sơ sơ thì chúng ta dường như chi tiêu quá nhiều so với thu nhập. Nếu so sánh với thu nhập hàng tháng của hai vợ chồng mình thì hình như mình tiêu hơi nhiều em ạ. Sau này mình còn phải nuôi dạy con cái rồi xây dựng gia đình cho các con. Nếu muốn thảnh thơi lúc về già thì chỉ còn cách là chúng ta sẽ phải cắt giảm chi tiêu và tăng số tiền tiết kiệm em ạ. Thì tiết kiệm nhiều cũng có gì xấu đâu anh. Chúng mình vẫn còn trẻ, nhưng nếu cứ tiêu nhiều như thế này thì đến già mình sẽ phải hối hận. Mình không có hy vọng sẽ được bố mẹ cho cái gì cả. Với lại tuổi già của mình thì mình phải tự lo chứ. Mình hãy viết sổ chi tiêu ngay từ hôm nay em nhé. Vợ anh hơi ngạc nhiên trước sự thay đổi của chồng, nhưng chị cũng ý thức được rằng sau này mình sẽ phải tiết kiệm và sống hợp lý hơn. Chị cũng nghĩ rằng trong thời gian qua mình đã chi tiêu quá nhiều. Hãy thử lập sổ chi tiêu. Quay trở lại phòng, Kim Min Suk bắt đầu lướt web để tìm phương pháp lập sổ chi tiêu hợp lý nhất, để tránh lập lại sai lầm như trước đây là chỉ lập sổ chi tiêu trong vòng vài ngày rồi lại bỏ dở. Anh quyết định sẽ tìm hiểu cặn kẽ. Theo những người đã có kinh nghiệm, nếu sử dụng sổ chi tiêu thì hàng tháng bạn có thể dễ dàng phát hiện được sự thay đổi trong thu là tiền lương và chi, nhờ đó có thể chi tiêu hợp lý hơn, tránh trường hợp dùng thẻ tín dụng bừa bãi và hình thành thói quen chi tiêu tiết kiệm. Ngoài ra, họ còn nói ưu điểm của sổ chi tiêu là sẽ tạo ra một tầm nhìn chuẩn bị cho tương lai. Sau khi tìm kiếm thông tin trên trang web, Min Suk bắt đầu chỉnh lý từng phương pháp một để có thể sử dụng hiệu quả sổ chi tiêu. Đừng cố ghi quá hoàn hảo. Việc khiến hay bỏ sở ghi chép sổ chi tiêu đó là vấn đề hoàn hảo. Về cơ bản, sổ chi tiêu cần phải chính xác, nhưng điều quan trọng hơn là phải tạo ra được cái nhìn bao quát. Việc ghi tất cả mọi thứ quá hoàn hảo, tính đến từng đồng một sẽ khiến người ta có cảm giác mệt mỏi và chán ngắt. Bạn đừng thấy căng thẳng vì sổ chi tiêu. Nếu bạn sử dụng sổ chi tiêu thì cũng sẽ có những lúc bạn không nhớ được số tiền mình đã dùng cho ngày hôm đó, cũng như mục đích là gì. Trong trường hợp này, bạn không cần lo lắng, vì số tiền còn lại trong sổ chi tiêu và trong túi tiền của bạn không khớp nhau. Nếu số tiền chênh lệch đó không lớn thì đừng cố gắng làm đau đầu bạn. Hãy gọi nó là hạng mục còn thiếu hoặc tiền dư, sau đó hãy bỏ qua hạng mục này. Không phải tất cả mọi thứ bạn đều cần ghi chép vào sổ chi tiêu. Việc viết sổ chi tiêu hàng ngày là một thói quen tốt, nhưng thỉnh thoảng cũng nảy sinh trường hợp bạn gộp mấy ngày lại và ghi vào sổ chi tiêu. Trong trường hợp này, bạn nên để lại các ghi nhớ hoặc ghi vào ví của mình. Khi bạn quá bận rộn hoặc bạn không cầm sổ chi tiêu thì bạn có thể ghi lại vào giấy nhớ và khi có thời gian, bạn chỉ cần chỉnh lý lại là được. Tuy nhiên, bạn đừng ỷ lại vào các tờ giấy nhớ mà quên bẵng đi sổ chi tiêu trong thời gian quá dài. Hãy sử dụng linh hoạt chương trình sổ tay chi tiêu hơn là dùng sổ tay chi tiêu bằng giấy. Sổ tay chi tiêu bằng giấy có ưu điểm là có thể đính kèm hóa đơn hoặc dán các giấy nhớ vào bên trong. Nhưng ngược lại, lúc nào bạn cũng cần phải có máy tính tay bên cạnh. Khi bạn quyết toán thu chi trong thời gian hoặc phân tích các khoản thu chi này thì bạn lại phải tính riêng. Việc này thực sự rắc rối. Nếu bạn sử dụng các chương trình sổ tay chi tiêu thì bạn sẽ không cần máy tính riêng. Bạn có thể kiểm tra chính xác theo từng hạng mục về sự thay đổi trong chi tiêu hay các tài liệu thống kê phân tích. Ngoài ra, loại sổ tay này còn có ưu điểm là dễ dàng tìm hiểu các tài liệu theo từng mốc giờ dù đã qua một khoảng thời gian dài. Hãy lập trước dự toán.
Để sử dụng hiệu quả sổ tay chi tiêu, bạn phải có tiêu chuẩn so sánh. Hàng tháng bạn phải lập dự toán chi tiêu và hãy so sánh dự toán này với các chi tiêu thực tế. Tuy nhiên, trong dự toán phải đảm bảo phản ánh được các mục tiêu cần tiết kiệm và tính khả thi. Nếu dự toán mà không có mục tiêu tiết kiệm hoặc không thể đạt được trong thực tế thì chẳng có ý nghĩa gì. Hãy thể hiện các khoản chi tiêu mang tính lựa chọn. Chi tiêu có hai loại. Đó là khoản chi tiêu cần thiết, nhất định phải dùng đến. Thứ hai là khoản chi tiêu lựa chọn, có thể không dùng cũng được. Phần chi tiêu mà chúng ta có thể tiết kiệm được, đó chính là khoản chi lựa chọn. Nếu bạn biểu thị riêng khoản chi tiêu lựa chọn này, thì bạn có thể kiểm tra được tình hình chi tiêu của bản thân mình. Nếu bạn thử gộp lại các khoản chi tiêu lựa chọn của mình trong vòng 1 tháng, thì bạn sẽ dễ dàng nhận ra số tiền mà mình tiết kiệm được tối đa là bao nhiêu. Hãy lập sổ tay chi tiêu cùng với các thành viên trong gia đình. Hãy công khai toàn bộ các hạng mục tiết kiệm của gia đình đối với các thành viên. Hành động tiết kiệm không dựa trên nền tảng hiểu biết lẫn nhau có thể sẽ nảy sinh bất mãn và hiểu lầm. Hãy lập ra mục tiêu tiết kiệm của toàn bộ thành viên trong gia đình và có thể tổ chức một cuộc thi trao giải cho ai sẽ là người có khả năng thành công cao nhất. Sau khi tìm hiểu những bí quyết trong việc sử dụng sổ tay chi tiêu, mình xúc vào Internet và bắt đầu tìm kiếm các chương trình. Có rất nhiều chương trình sổ tay chi tiêu hay. Trong số các chương trình này, có những chương trình chạy online, nhưng cũng có những chương trình chỉ cần tải về máy là có thể sử dụng được. Anh chọn một chương trình cài đặt và bắt đầu tải về máy tính của mình. Trước khi viết sổ tay chi tiêu, anh bắt đầu tìm hiểu sơ qua về cấu trúc chi tiêu và quyết định lập dự toán. Suy nghĩ một lúc, anh bắt đầu tìm kiếm sổ tiết kiệm tiền lương, sổ tiết kiệm ngân hàng điện tử, giấy đòi nợ thanh toán thẻ tín dụng tháng trước và hóa đơn tiền Internet. Sau đó, anh lấy ra toàn bộ các loại hóa đơn và giấy yêu cầu thanh toán mà vợ anh thường giữ lại. Anh bắt đầu nhập từng hạng mục trong phần thu, chi, theo từng ngày vào trong chương trình sổ tay chi tiêu. Hãy tìm ra cách chi tiêu bằng sổ tay chi tiêu. Dù mất hàng tiếng đồng hồ để nhập các khoản thu chi trong tháng trước vào sổ tay chi tiêu, nhưng sau khi nhập xong toàn bộ các hạng mục, anh cảm thấy rất hồ hởi. Anh cũng có hy vọng rằng cuộc đời mình chắc chắn sẽ có những bước chuyển biến rõ rệt. Trước tiên, anh thử tính toán khoản chi tiêu trong tháng trước. Ở một vài hạng mục, anh nhìn thấy ngay mình đã tiêu hơi nhiều, nên các khoản chi này khá cao. Ngược lại, có những hạng mục thì anh lại không mua gì, cũng như không tiêu gì đặc biệt, nhưng khoản chi của anh vẫn rất cao. Tò mò muốn tìm hiểu nguyên nhân, Kim Minh Xúc rà soát lại một lần nữa các khoản chi tiêu mà mình đã nhập. Tại sao các hạng mục chi tiêu lại luôn có giá trị thực tế lớn hơn so với những gì anh dự kiến? Lúc này anh mới cảm nhận được hết câu nói, mưa phùn làm ướt áo. Mỗi khi thanh toán các khoản 10.000, 20.000 won, anh đều nghĩ chỉ có từng ấy thôi mà. Và cứ thế chi ra, nhưng nếu gộp lại nhiều lần đó lại sẽ thành một khoản tiền lớn hơn nhiều so với dự toán. Nhìn toàn bộ các hạng mục chi tiêu so với các gia đình khác thì nhà anh không có khoản nào chi tiêu quá nhiều, nhưng ở ba hạng mục thì lại cao hơn rất nhiều so với các gia đình khác. Trước tiên, tiền học gấp 2 lần so với chi phí trung bình trong thu nhập và đạt mức gần gấp 4 lần trong các hạng mục chi phí bắt buộc. Nguyên nhân là do chi phí học tiếng Anh cho con gái lớn của anh là 500.000 won một tháng và 500.000 won tiền gửi cho nhà vợ trong việc trông nom cháu. Hạng mục thứ hai là chi phí xe cộ. 3 năm trước, anh mua xe bằng phương thức trả góp trong vòng 36 tháng, tiền trả góp mỗi tháng là 600.000 won, nên tỷ lệ chi phí xe cộ không thể không cao được. Tuy nhiên, ngoài tiền trả góp thì các khoản chi phí sinh hoạt bắt buộc khác cũng không phải là ít. Thứ ba là chi phí trả lãi cho khoản vay thế chấp ngân hàng để mua nhà 2 năm trước. Khi nhận được khoản vay thế chấp, anh nghĩ rằng đây chỉ là khoản chi phí không đáng kể vì giá nhà lúc đó đang cao, nên anh nghĩ nếu khó quá thì bán nhà đi cũng không sao. Dù gia đình anh không chi tiêu khoản gì quá đáng, nhưng nếu bây giờ anh không điều chỉnh lại việc chi tiêu thì dù gia đình anh có kiếm nhiều tiền gấp 2 lần so với mức trung bình của các gia đình khác thì anh cũng không thể chuẩn bị đủ cho tương lai của mình bằng các gia đình khác.
Khi mình giúp in bảng so sánh với thu nhập trung bình của các gia đình khác rồi cầm ra phòng khách. Ngay cả vợ anh khi mới nhìn vào bảng so sánh cũng bất ngờ. Dù chị nghĩ rằng số tiền tiết kiệm của gia đình hàng tháng không quá ít, nhưng chị cũng tự an ủi rằng chỉ cần sau 3 tháng nữa khi trả hết số tiền trả góp mua xe thì khoản tiết kiệm hàng tháng của anh chị sẽ tăng lên 2 lần. Xong, khi nhìn vào bảng so sánh thì chị nghĩ rằng vấn đề ở đây không phải là tăng tiền tiết kiệm mà nằm ở thói quen chi tiêu hàng ngày. Kim Minh Dúc và vợ quyết định sẽ cắt giảm chi tiêu bằng thẻ tín dụng. Hiện tại, kể cả thẻ Bách Hóa thì tổng số thẻ tín dụng mà Kim Minh Dúc có là 7 chiếc, còn vợ anh hiện đang có 5 thẻ. Cả hai quyết định sẽ bỏ tất cả các thẻ tín dụng, trừ thẻ mua hàng ở Bách Hóa, các loại thẻ tín dụng có nhiều ưu đãi và thẻ thanh toán chi phí giao thông. Cả hai cũng quyết tâm rằng trước khi sử dụng bất kỳ loại thẻ tín dụng nào cũng phải suy nghĩ xem đó có phải là chi phí cần thiết hay không. Sau đó, anh băn khoăn về việc có nên tiếp tục sử dụng chiếc xe hơi 2500cc mà mình đang lái hay không. Xe 2500cc đương nhiên là máy khỏe rồi, lại còn có ghế sofa bằng da ở bên trong. Nhưng quan trọng là ánh mắt ghen tị của người đi đường mỗi khi anh lái chiếc xe này. Tuy nhiên, anh cũng đã nghĩ về việc giá xe giảm và thực tế là chi phí bảo dưỡng cho nó quá nhiều. Sau khi bàn bạc với vợ, Kim Minh Dúc quyết định bán chiếc xe hiện có và mua một chiếc xe hạng cũ 1500cc. Tính theo giá hiện tại, chiếc xe của anh là 17 triệu won, còn chiếc xe cũ động cơ 1500cc chỉ có 7 triệu won. Như vậy, anh có thêm 10 triệu won tiền mặt và hàng tháng sẽ tiết kiệm khoảng 100.000 won tiền xăng nữa. Cuối cùng là vấn đề có nên tiếp tục chi 500.000 won hàng tháng để trả tiền lớp học tiếng Anh cho con hay không. Đương nhiên, tầm quan trọng của tiếng Anh như thế nào thì không cần phải nói. Nhưng với một đứa trẻ chưa nói dõi tiếng mẹ đẻ thì việc học tiếng Anh có mang lại hiệu quả tối ưu hay không? Sau hơn một tiếng đồng hồ bàn bạc cùng vợ, cuối cùng anh quyết định sẽ bật băng tiếng Anh cho con nghe và sẽ giao tiếp với con các hội thoại cơ bản ở nhà thay vì chuyển con đến trường mẫu giáo bình thường. Kim Minh Dúc quyết định sẽ cùng vợ viết sổ tay chi tiêu ngay từ ngày hôm nay và cùng nhau lên dự toán các khoản chi phí cho tháng tới. Sau hơn một tiếng đồng hồ thảo luận, hai vợ chồng đã lập ra dự toán như sau. Hàng tháng, nếu gia đình anh chi tiêu các chi phí sinh hoạt nằm trong ngân sách dự toán thì mỗi tháng anh có thể tiết kiệm được 1,79 triệu won, tức là anh cũng sẽ tiết kiệm được thêm 1,17 triệu won so với hiện tại. Như vậy, tỷ lệ tiết kiệm của gia đình anh sẽ là 30,8%, cao hơn hẳn so với tỷ lệ bình quân của các gia đình khác. Sau khi lên dự toán như vậy, hàng tháng với số tiền 1,79 triệu won, mức lãi suất là 4%, thì anh tò mò không biết sau 25 năm nữa, khi mình 60 tuổi, thì số tiền đó sẽ là bao nhiêu. Và số tiền mà anh tính toán được là 806,4 triệu won. Nhìn vào con số vừa tính toán, anh có phần thấy phấn chấn hơn. Vì số tiền tính toán ra nhiều hơn so với dự kiến ban đầu của anh. Nếu bắt tay ngay từ bây giờ, hàng tháng anh tiết kiệm được 1,79 triệu won trong vòng 25 năm, có thể anh sẽ không cần phải quá lo lắng cho tuổi già của mình. Tuy nhiên, chúng ta khó có thể đi đúng theo những gì chúng ta tính toán. Sau 5 năm nữa, khi đứa con thứ hai bắt đầu đi học mẫu giáo, thì vợ anh sẽ nghỉ việc, nên sẽ thật khó để gia đình anh có thể tiết kiệm được 1,79 triệu won hàng tháng. Kim Minh Dúc bắt đầu thử tính toán xem sau khi vợ anh nghỉ thì nhà anh có thể tiết kiệm được khoảng bao nhiêu. Tính khoản nọ, khoản kia, chi tiêu tiết kiệm hết mức thì cũng khó để vượt qua con số 400-500.000 won một tháng. Cộng cả số tiền trong 5 năm, mỗi năm tiết kiệm được 1,79 triệu won và số tiền tiết kiệm được trong 20 năm sau đó, mỗi tháng là 500.000 won thì số tiền anh có được sau 25 năm chỉ còn là 286.520.000 won. Để ăn hưởng tuổi già mà bản thân anh mong muốn thì đến năm 60 tuổi, ít nhất anh cũng cần phải có 540 triệu won, tức là anh vẫn còn thiếu hơn 250 triệu won nữa. Hơn nữa, số tiền này là kết quả tính toán toàn bộ các thu nhập của gia đình anh, chứ anh vẫn chưa tính đến các khoản chi phí khác như tiền học, tiền đám cưới cho con,
tiền mở rộng nhà. Nếu tính cả chi phí đó thì anh sẽ còn thiếu khoảng hơn 400 triệu won nữa. Tiết kiệm có thể đảm bảo phần nào cho cuộc sống về già, nhưng anh nghĩ rằng mình cần phải có đối sách khác nữa. Tiền học cho con cái và tiền lo cho tuổi già, cuộc giằng co không cần sức. Trong khi đang chơi đùa cùng con gái sau giờ ăn tối, Kim Min Suk chú ý vào bản tin trên TV. Bản tin đưa về người đàn ông sống một mình trong căn hộ chung cư. Sau khi đã gửi vợ và con sang du học Mỹ, ông ta chết đã mấy ngày rồi nhưng không ai phát hiện ra. Anh thấy tim mình đau nhói. Từ khi trở thành bố, anh nhận ra rằng những bản tin hoặc báo đài liên quan đến giáo dục không còn là vấn đề hay câu chuyện của riêng ai. Kim Min Suk cũng nghe giám đốc bộ phận mô nói rằng hàng tháng khoản tiền ở trường và tiền học thêm mà ông phải chi cho con là 4 triệu won, tính ra mỗi đứa là 2 triệu won. Trong đó, chi phí học thêm đắt đỏ, dù có hạ đến mấy thì mỗi môn học cũng tầm 500.000 won. Tính ra mỗi đứa học thêm 3-4 môn thì chi phí này đã lên tới hơn 2 triệu won rồi. Tuy nhiên, năng lực của những nhân viên mới vào công ty thì lại không vượt hơn so với thời anh mới vào làm. Mặc dù những nhân viên này đều du học ở nước ngoài về nên tiếng Anh khá tốt, nhưng các kỹ năng khác thì anh lại có cảm giác họ kém hơn so với lúc đầu anh về đây làm việc. Anh bắt đầu nghĩ rằng, thời nay các bạn trẻ tiêu nhiều hơn, cao lớn hơn, nhưng không có nhiều phát triển trong năng lực. Rốt cuộc thì không phải trong giáo dục cũng có bong bóng sao? Không phải vì những điều này nên mới có chuyện những ông bố cô đơn sao? Anh bắt đầu có những hoài nghi. Các chương trình thời sự trên TV bắt đầu tập trung vào vấn đề các ông bố cô đơn và đề cập từng vấn đề trong hiện tượng gửi con đi du học dự bị. Theo tài liệu thống kê của Ngân hàng Hàn Quốc thì vào năm 2004, Hàn Quốc có 160.000 sinh viên đại học và gần 20.000 học sinh tiểu, trung, phổ thông trung học đi du học ở nước ngoài. Số tiền được chuyển ra nước ngoài với mục đích du học hoặc học ngoại ngữ lên tới 2.500 tỷ won. Nếu tính một cách đơn giản các chi phí khác nhau như tiền vé máy bay, tiền sinh hoạt của vợ chồng trong gia đình thì số tiền này sẽ lên tới 7.000 tỷ won. Hơn nữa, chi phí du học ở nước ngoài ngày càng tăng lên hàng năm, do vậy các khoản chi tiêu không chính thức cũng lên tới 10.000 tỷ won. Số tiền gửi mà các có bố phải gửi là 4 triệu, 5 triệu won một tháng. Số tiền gửi này chiếm hơn 90% thu nhập hàng tháng của các ông bố. Vậy là với số tiền ít ỏi còn lại, họ sống một mình trong cô đơn, không chăm sóc được bản thân, ăn uống thất thường. Cuộc sống của họ chẳng khác gì ép mình trong những câu chuyện cổ tích xưa kia. Không phải họ nói rằng đây là thời đại mà các ông bố, bà mẹ sẽ làm tất cả, hy sinh hết thảy vì con cái sao? Min Suk chợt nảy ra suy nghĩ như vậy. Anh cũng nghĩ xã hội cần có những lý lẽ dẫn luận về đề tài giáo dục con cái, vì ai cũng lo lắng không biết nên nuôi dạy con cái như thế nào. Trong đầu anh lại hiện lên hình ảnh mà tiên ông đã chỉ ra trong mơ khi anh về già, sống trong nhà con gái đầu, thấy mình là gánh nặng của con cái. Vì con cái mà phải hy sinh tất cả mọi thứ, rồi đến khi về già lại phải sống vất vưởng nhờ con. Liệu đó có phải là vì con cái hay không? Con cái chúng nó có muốn như vậy không? Trước đây, anh còn suy nghĩ rằng việc bố mẹ giáo dục con cái phụng dưỡng bố mẹ khi về già là điều đương nhiên. Nhưng giờ đây, anh nghĩ rằng sau này con cái sẽ sống theo cách của chúng, bố mẹ cũng vậy. Sau khi kết hôn, con cái lại có một gia đình mới. Lúc này, con cái và bố mẹ xét về cả khía cạnh tài chính lẫn tinh thần đều sống ở hai thế hệ tách biệt nhau. Đột nhiên, anh nhớ đến câu nói của ông bác bên Canada. Ở Canada, sau khi con cái tốt nghiệp phổ thông trung học thì hầu như không có chuyện bố mẹ cung cấp tiền cho con. Còn họ tự kiếm tiền sinh hoạt bằng tiền làm thêm, dùng các khoản vay khuyến học để trả tiền học phí. Sau khi tốt nghiệp và xin việc làm, họ có thời gian là 5 năm để trả tiền đã vay từ các quỹ đó. Như vậy, bố mẹ không can thiệp quá sâu vào đời sống của con cái, đồng thời sự phụ thuộc của con cái và bố mẹ cũng không quá nhiều. Còn ở Hàn Quốc thì sao?
Đối với cha mẹ ở Hàn Quốc thì việc học của con cái là điều đương nhiên. Bố mẹ còn lo cho cả tiền cưới xin, tiền mua nhà. Cũng có trường hợp bố mẹ còn cho tiền sau khi đã kết hôn. Nhưng ngược lại, bố mẹ cũng yêu cầu rất nhiều điều ở con cái. Khi kết hôn, quyền quyết định đối tượng thuộc về bố mẹ. Và nhiều trường hợp, con cái phải lo lắng cho bố mẹ khi về già. So với thời trước đây, bố mẹ ngày nay đã thay đổi khá nhiều, song con cái lại thay đổi nhanh hơn. Vậy thì, việc hy sinh tất cả cho con cái, lo lắng trọn đời cho con liệu có phải là tốt nhất? Việc chuẩn bị tiền cưới xin cho con đối với nhà khá giả thì chẳng có gì xấu. Nhưng đối với nhà không có năng lực thì tại sao không nuôi con để chúng có đủ khả năng tự lập? Quay lại chủ đề đang nghiên cứu và tìm kiếm trên Internet, Kim Min Suk đọc nhiều bài đề cập đến mức độ phụ thuộc vào tài chính của bố mẹ ở thế hệ thanh niên 20 tuổi do tình trạng thất nghiệp kéo dài sau khi khủng hoảng ngoại tệ. Trong năm 1999 ở quý 3, trong số thu nhập trung bình một tháng của dân số lao động thành thị tuổi 20 thì tỷ lệ giá trị được chuyển nhượng như tiền hỗ trợ sinh hoạt, tiền tiêu vặt được nhận từ bố mẹ chiếm 4,5%. Con số này các năm sau đều tăng dần lên như năm 2000 là 5,8%, năm 2002 là 8,7%, năm 2003 là 11,1%, năm 2004 là 12,1%. Theo đó, bố mẹ ngày càng lo lắng nhiều hơn cho con cái của mình. Sau khi đọc rất nhiều bài báo, anh nhận ra rằng thay vì lo tất cả các chi phí liên quan đến việc học của con ở hiện tại, thì việc đảm bảo tài chính cho tuổi già của mình sẽ giảm bớt gánh nặng cho con cái. Anh quyết định sau này mình sẽ cố gắng hết mình trong việc nuôi dạy và hỗ trợ con, nhưng cũng sẽ chuẩn bị tài chính độc lập cho mình khi về già. Anh nhận thấy để làm được việc này, anh cần xây dựng tính độc lập và lòng tự trọng cho con để sau này chúng chủ động trong cuộc sống. Hãy thử nâng cao thu nhập. 1. Đầu tư vào công việc. Đôi khi Kim Min Suk lại tự hỏi mình, hạnh phúc cuộc sống là gì nhỉ? Không hiểu sao dạo này bản tin về những người già neo đơn, lang thang trên đường phố cứ văng vẳng bên tai anh. Hay anh cảm thấy tim mình đau nhói khi đọc các bài báo về những đứa trẻ bị bỏ rơi sau khi bố mẹ ly hôn. Kinh tế ngày càng tăng trưởng, mức sống của người dân ngày càng cao, song dường như thế giới ngày càng trở nên vô tình hơn. Tại sao lại thế? Trước đây, chỉ cần người đàn ông kiếm tiền thì cũng mua được nhà và sống thoải mái, không gặp vấn đề gì về kinh tế. Nhưng không hiểu bắt đầu từ khi nào mà nếu cả vợ chồng không cùng nhau kiếm tiền thì thật khó để trang trải hết các chi phí sinh hoạt đang ngày càng tăng lên. Cuộc sống sao lại khó khăn đến thế? Hơn nữa, trước kia việc một nhân viên thăng tiến thành giám đốc bộ phận hoặc giám đốc điều hành cũng không quá khó. Ngoài ra, giám đốc bộ phận hoặc giám đốc điều hành lâu năm sau khi nghỉ hưu vẫn có thể được chuyển đến các công ty con hay còn được gọi là chi nhánh và làm việc thêm từ 4 đến 5 năm nữa. Giờ đây mới thấy đời thay đổi đến mức nào. Do cải tổ cơ cấu nên số lượng các công ty con cũng giảm mạnh, đồng thời các công ty con cũng cạnh tranh độc lập với nhau nên mọi người ít có khả năng chuyển tới các công ty con này. Song tình hình không chỉ có vậy, do chính sách cải tổ cơ cấu mạnh nên số lượng nhân viên cũng bị tinh chế, khối lượng công việc thì tăng lên gấp mấy lần so với trước. Khái niệm tuổi về hưu cũng dần mất đi, thay vào đó cũng chẳng khó khi thấy có nhiều người phải nghỉ việc ở công ty khi chỉ mới ngoài 40 tuổi. Nếu anh tính toán thì mình sẽ phải làm việc cho đến khi nghỉ hưu lúc 60 tuổi thì số tiền tiết kiệm của anh vẫn có thể càng đáng được và có thể làm chi phí cơ bản cho tuổi già. Nhưng nếu anh phải nghỉ hưu ở tuổi 45 thì sao? Đáp án ở ngay trước mặt, một là anh sẽ phải làm việc thật lâu ở công ty hoặc sẽ phải tìm hoặc mở một việc kinh doanh nào đó. Trở về nhà vào buổi chiều, Kim Min Suk gọi điện cho Park dựa vào danh thiếp nhận được hôm qua. Anh cảm thấy hơi ái ngại vì hôm nay là chủ nhật, nhưng sự tò mò đã chiếm trọn tâm trí anh. Tất nhiên kể cả là Park thì cũng không phải là đáp án đặc biệt, nhưng anh tò mò không hiểu những khách hàng của ngân hàng đã giải quyết vấn đề này như thế nào và họ đang giải quyết ra sao. Ngay sau khi máy được nối, Park bắt chuyện với Kim Min Suk nói với giọng vui vẻ.
Sau khi chào hỏi đơn giản, Kim Min-suk hỏi về việc nhân viên văn phòng trong số các khách hàng của Private Bank làm gì để nâng cao thu nhập, chuẩn bị cho tuổi già của mình. Anh nói là khách hàng của Private Bank hả? Sau khi nghe câu hỏi, Park bắt đầu giải thích về một vài điểm chung đặc trưng ở những khách hàng của Private Bank là những người làm công ăn lương. Khách hàng của Private Bank rất đa dạng, có người trẻ, người già, nhưng họ đều có đặc trưng là quan niệm nhân sinh rất rõ ràng. Họ thích ứng khá nhanh với những thay đổi của thời cuộc và là những người nhiệt thành, làm việc chăm chỉ tại công sở. Dường như lúc nào họ cũng phát triển bản thân mình để vượt lên trên người khác. Cách đây không lâu, có một khách hàng từng làm việc tại tập đoàn S đã ngoài 45 tuổi. Anh ta nhận được khoản tiền lương cao ngất và được tuyển dụng làm cố vấn cho một công ty nước ngoài. Không biết có phải anh ta đã có kế hoạch chuyển sang công ty nước ngoài hay không mà anh ta nói đã học tiếng Anh từ 5 năm trước. Còn có một khách hàng khác của Private Bank rất quan tâm đến nấu ăn. Năm ngoái, vị khách hàng đó do quá say mê vào món bít tết chay kẹp rau nên đã cùng bạn mình mở một cửa hàng ăn. Dĩ nhiên, do vị khách hàng này vẫn còn làm việc tại công ty nên anh ta chỉ góp vốn vào việc mở cửa hàng. Sau khi tan sở hoặc vào ngày cuối tuần, anh lại đến giúp việc tại cửa hàng và cùng chia lợi nhuận với bạn mình. Sau khi đưa ra hai ví dụ, Park tiếp tục câu chuyện. Thực tế, đối với nhân viên làm công ăn lương thì chỉ có hai phương pháp nâng cao thu nhập của bản thân, trừ thu nhập tín dụng hoặc thu nhập cho vay, cho thuê phát sinh từ tài sản. Một là nhận được mức lương cao hơn ở công ty hoặc là kéo dài thời gian làm việc. Hai là làm thêm. Hiện nay đang có xu hướng làm một lúc hai việc đúng không? Vâng, tôi cũng thường nghe thấy từ đó xuất hiện trên TV hoặc báo chí. Trước hết, để nâng cao mức lương thì bản thân cần đầu tư nhiều hơn cho chính mình. Đầu tiên là nâng cao khả năng giao tiếp tiếng Anh, nâng cao khả năng xử lý công việc, phải biết cách quản lý hệ thống nhân sự và quan trọng là phải đầu tư cho sức khỏe. Điều này hôm qua anh cũng đã nói rồi. Ngoài ra, anh cũng cần thử nghĩ một lần về vấn đề kéo dài thời gian làm việc. Việc kéo dài thời gian làm việc là vấn đề quan trọng, nhưng có nhiều người thường bỏ qua tầm quan trọng của nó. Giả sử một nhân viên có mức lương 3 triệu won một tháng sẽ gần giống với thu nhập của một người gửi tiền tiết kiệm dài hạn tài sản tín dụng 1 tỷ won. Thông thường, mọi người nghĩ rằng thu nhập ở công ty là việc đương nhiên, song anh hãy thử nghĩ khi khoản thu nhập này bị mất đi thì sao? Nếu vậy, anh sẽ biết được việc trụ lại công ty lâu hơn là một khoản đầu tư có lợi thế đến thế nào. Sự thật mọi người có thể tránh được việc về hưu non, nó tùy thuộc vào sự nỗ lực của bản thân trong công việc. Nếu là một người cần thiết cho doanh nghiệp, thì anh có xin thôi việc, cấp trên cũng sẽ muốn giữ anh lại. Hơn nữa, ở nước ta, mọi người có cách nghĩ khác so với người dân ở các nước tiên tiến. Ở nước ngoài, mọi người không còn xa lạ với việc nhảy việc để nâng cao giá trị của bản thân. Còn ở nước ta, nghỉ việc được hiểu là có vấn đề gì đó, hoặc họ nghĩ rằng công ty mình làm đang không phải là nơi để họ gắn bó cả đời. Việc thay đổi một hai công ty và quản lý năng lực của bản thân mình chẳng phải tốt hơn so với việc gắn bó lâu dài chỉ với một công ty hay sao? Lời nói của Park không khác gì mấy so với lời của tiên ông mà Kim Min-suk đã từng gặp. Làm việc lâu dài cũng là một sự đầu tư cực kỳ hiệu quả cơ đấy. Hãy thử nâng cao thu nhập. 2. Làm thêm và làm ăn riêng. Giả sử bạn là người không tự tin nơi công sở hoặc không muốn gắn bó lâu dài với công ty thì có thể bạn sẽ cần làm thêm hoặc làm ăn riêng. Không lâu trước đây trên trang web LinkedIn kết nối nghề nghiệp đã có cuộc khảo sát với đối tượng là nhân viên văn phòng về việc làm thêm. Theo tôi nhớ thì có khoảng 15% trong số những người tham gia khảo sát trả lời là đang làm thêm và khoảng 79% trong số đó nói rằng đang có kế hoạch sẽ làm thêm một công việc nào đó. Nếu tìm một công việc làm thêm sau khi nghỉ hưu thì chúng ta cũng không cần phải có một công việc quá lớn, thu nhập quá cao, vì nếu ngoài 50 năm tuổi, bạn nghỉ hưu thì lúc này bạn cũng đã dành dụm được một khoản tiền nào đó, tiền học cho con cái cũng gần như không cần thiết nữa. Đặc biệt, điều quan trọng là việc làm thêm này không được ảnh hưởng tới công việc chính. Giả sử vì thất bại trong việc làm thêm mà chúng ta mất cả công việc chính thì chẳng phải là mất cả chì lẫn chài sao?
Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với Park, Kim Min-suk bắt đầu tò mò về việc làm thêm và việc làm ăn riêng. Đặc biệt, anh thực sự bất ngờ khi biết rằng phần lớn mọi người đều trả lời là đang làm hoặc chuẩn bị làm thêm một công việc phụ nào đó. Bây giờ, công việc công ty bận thế này thì làm thế nào mình chuẩn bị làm thêm hoặc làm ăn riêng được chứ? Sau khi nhập hai cụm từ, hai công việc và lập nghiệp vào trang tìm kiếm thông tin thì anh thấy rất nhiều các thông tin khác nhau. Nếu tóm tắt nội dung một số bài báo thì những người được phỏng vấn đều nhiều quan tâm đến việc làm thêm với loại hình như giúp việc gia đình, làm thêm online, loại hình làm thêm liên quan đến kinh doanh, loại hình làm thêm bằng cách thăm hỏi, cho vay. Nhiều trường hợp bắt đầu làm với vai trò là làm thêm, sau đó chuyển sang lập nghiệp khi việc làm thêm đó đi vào ổn định. Lĩnh vực làm thêm mà mọi người quan tâm chủ yếu là cho mượn máy bán hàng tự động, nếu bán sản phẩm của công ty sản xuất ra sản phẩm được bán tại máy bán hàng đó, dạy gia sư, chụp ảnh khi đi công tác, bán hàng online, nội thất phòng tắm. Đọc xong các bài báo có liên quan, Kim Min-suk bắt đầu suy nghĩ lại về công việc. Không lâu trước đây, khi nghe đến từ hai công việc, anh chỉ nghĩ đó là phương sách cuối cùng của một người bị vỡ nợ tín dụng cần phải trả nợ trong thời gian ngắn. Hơn nữa, anh còn nghĩ, mình học đại học ra thì cần gì làm hai việc. Dường như đó cũng là điều mà anh không cần bận tâm. Kim Min-suk xem xét lại một cách thận trọng từng quy trình chuẩn bị cho tuổi già sau 3 ngày kể từ khi anh bắt đầu gặp tiên ông. Dường như đây là lần đầu tiên anh suy xét một cách cẩn thận đến vậy. Quan trọng hơn cả là anh nhận ra mình đã không sống có chuẩn bị trước cho tương lai như thế nào trước khi mọi việc trở nên quá muộn. Kim Min-suk nhìn lại những gì đã tìm hiểu trong 3 ngày qua, anh kiểm tra lại hiện trạng tài sản, các khoản nợ của bản thân, đồng thời quyết định bán đi chiếc xe hơi do lần vung tay quá chán. Ngoài ra, anh cùng vợ kiểm tra lại các khoản chi tiêu trong gia đình và quyết định sẽ cắt giảm các khoản chi tiêu không cần thiết. Cả hai cũng đồng ý sẽ viết sổ chi tiêu và dần dần cải tiến các hạng mục chưa hợp lý. Và anh cũng đã thử tính toán khoản tiền cần thiết để lo cho tuổi già của mình và vợ. Nhưng đáp án quan trọng nhất thì anh vẫn chưa có được. Dù tiết kiệm thế nào thì anh vẫn còn thiếu 300 triệu won và anh vẫn chưa tìm ra được phương pháp để lấp đầy số tiền còn thiếu đó. Phương pháp mà anh nghĩ ra hoặc là cắt giảm chi tiêu khi về già hoặc là làm thêm. Nhưng dù phương pháp nào đi chăng nữa thì anh vẫn không thể thực hiện ngay được. Miên man trong suy nghĩ, anh nằm trên giường, chờ mình liên tục và nghĩ giá mình được gặp lại tiên ông trong mơ, rồi chìm vào giấc ngủ. Trong khi đang lơ mơ ngủ, anh cũng suy nghĩ xem mình còn thiếu điều gì trong 3 ngày vừa qua. Dù không biết chính xác đó là gì, nhưng anh mơ hồ nhận thấy hình như mình đã bỏ sót một cái gì đó rất quan trọng. Đó là gì nhỉ?